Cả nhà ơi, hôm nay Thái sẽ thử thách cái phương pháp giúp thanh lọc cơ thể khỏi cái chất những độc hại tích tụ trong ruột, trong máu, phổi, thận, gan và da. Những chất độc này có thể có nguồn gốc từ những thức ăn, đồ uống hàng ngày của mình, không khí ô nhiễm, những chất kích thích, những đồ trang điểm, thì cơ thể mình sẽ tạo ra một cái trạng thái rất là mệt mỏi, khó chịu, thừa cân. Thì những cái rau củ quả các bạn nhìn thấy này, nó sẽ đào thải những chất độc tố trong người của các bạn nha. Hãy cùng thử thách với Thái nhé. Hello cả nhà, hello cả nhà đã quay lại với kênh Khám Phá Cùng Thái. Hôm nay Thái sẽ thanh lọc cơ thể bằng những cái đống trái cây trước mặt cô Thái nè. Nhưng mà cái máy quay phim Thái chưa có quay được cái đống trái cây này. Đó cả nhà, hôm qua Thái đi Costco, những trái cây này trong Thái trong mua trong Costco là trong chợ Mỹ đó cả nhà. Có những thứ trái cây gì thì mình mua những thứ trái cây đó, tùy theo mỗi người uống được những trái cây gì. Không, cái này không bắt buộc là phải có những đầy đủ những trái cây này. Ở đây mình có là dưa hấu nè, cà rốt nè, dưa leo, thơm, rau này gọi là rau, tiếng Việt cái này mình không biết kêu cái gì nữa. Cái này tên tiếng Anh là spinach, cần tây, rồi táo, chanh, cam, với một có một loại đây là hạt chia nha cả nhà. Một chút xíu ta sẽ ép nước trái cây xong thế mình sẽ bỏ cái những hạt chia này vô. Đó, trong đây thì những cái loại trái cây ta mua được ngày hôm qua. Thì các bạn biết rồi, những cái chất rau củ á, thì nó chất rau củ này nó thì nó có rất là nhiều loại vitamin. Cà rốt á, thì nó có chứa rất là nhiều vitamin B, C, D, E và K. Nó có canxi, kali, natri, nó làm sạch gan và giúp sáng mắt. Cam thì nó có rất giàu chất xơ chống oxy hóa. Cần tây thì nó ngăn ngừa ung thư, làm sạch và giải độc cơ thể. Còn cái rau hồi nãy spinach mình quên cái tiếng Việt, bây giờ mình nhớ ra rồi, nó là rau chân vịt. Tiếng Việt của mình gọi là rau chân vịt, Rồi. thì có rất nhiều chất xơ, vitamin E, C, A, B2, có chất sắt và vitamin K, nó giúp hạn chế loãng xương. Còn táo thì nó ngăn ngừa bệnh mất trí nhớ. Người lớn tuổi thì nó được chống được những cái dạng ung thư và nó ngăn ngừa những tiểu đường. Chanh thì nó làm đẹp da, vitamin nó có vitamin C, nó giảm nhăn, giảm khô cho da, làm đẹp da. Đó thì các bạn biết rồi, những cái vitamin đó nó rất cần thiết cho mỗi con người chúng ta, mình phải cung cấp những cái chất xơ đó. Rồi bây giờ Thái sẽ đem những cái thứ trái cây này đi rửa hết, rồi sẽ quay lại chia sẻ tiếp cho cả nhà nha. Đây cả nhà, trái cây thì mình cũng đã rửa rồi, cắt rồi. Đây là cái máy để ép nước trái cây. Cái máy này mình rất là thích, nó rất là mạnh. Mình có thể ép đồ cứng được, đồ mềm được, tất cả các loại trái cây. Mà cái miệng này thì rất là dễ bỏ, vừa lọc trái cây trái cam, nếu mà nhỏ mình gọt trái cam ra vừa vặn rồi mình bỏ vô luôn đó. Thì trái cây đây, trái cây thì mình làm mình đó, mình gọt sẵn hết rồi, đầy đủ hết rồi, thì bây giờ mình bỏ vô mình ép nước nha. Khi mình ép nước thế này thì mình phải bỏ cái này lấy một cái bọt để bỏ cái này để cái xác của trái cây nó ra, mình đem đi.
sau đó mình muốn chia ra ai uống nữa hả? Không được cái nào á thì mình làm một thứ thôi. Rồi nó nhiều quá, nó đầy tràn luôn hết cả nhà. Đó, ở đây thì mình có hạt chia ha. Ở đây có mình có thêm nước dừa để mình đổ sung vô á. Bây giờ mình chuẩn bị những cái ly nha. Ở nhà mình có những cái ly gì thì mình chuẩn bị mấy những cái ly đó. Cái ly để có nắp để mình bỏ vô mình đậy lại cho nó dễ, bỏ vô tủ lạnh. Đó. Rồi bây giờ mình dót nó mình bỏ hạt chia vô ha. Hạt chia thì mình bỏ tùy theo sở thích của mình nha, ít nhiều thì mình bỏ vô, bạn bỏ vô đây khoảng một muỗng, khoảng cái nửa muỗng canh á. Thì theo ai thích uống nhiều là bỏ nhiều, rồi mình bỏ thêm nước dừa vô nha. Xong rồi mình đậy nắp lại. Rồi mình lắc lên rồi cho nó, mình chờ khoảng 15-20 phút gì cho cái hạt kia nó nở ra rồi mình mới uống nha cả nhà. Rồi đó, nắp lại, mình lắc nó lên. Cái ly này mình lắc nó không có đổ ra ngoài, nó làm cho cái mấy cái dạng mà để lắc mấy cái bột để mình uống á. Rồi mình có thể để trong ngăn mát tủ lạnh khoảng cỡ 2 hoặc 3 ngày thôi nha cả nhà, mình không để lâu được, tại vì lâu á thì mấy cái trái cây nó bị sậm đen á thì uống cũng không có tốt lắm,
Thì nói chung là nếu mà có thời gian á thì ngày nào mình làm cho ngày đó thì cho nó tốt. Còn nếu mà mình không có thời gian nhiều á thì mình làm thêm, mình bỏ vô trong tủ lạnh mát mình uống khoảng 2 hoặc 3 ngày. Không cả nhà. Mình gió còn nghe mình uống thử nha. Cái này mình làm màu xanh nha, màu xanh. Màu xanh là của dưa leo với cần tây với cái rau lá phi nè trước khi nha. Rất là dễ uống nha cả nhà. Mình uống không có được cái nó mấy cái nó nhiều thì mình trộn mấy cái kia vô thì nó dễ uống hơn. Đó, cái nhà mình đã ép xong nè, mình bỏ vô trong những cái ly này nè. Đó, giờ mình bỏ vô trong tủ mát rồi mình uống nha. Đó, mình bỏ vô trong cái những cái chai, mình có những cái chai gì thì mình bỏ vô cái chai đó. Đó. Rồi mình bỏ vô trong đó. Rồi mình để dành trong tủ mát mình uống khoảng cỡ 2 ngày nha cả nhà. Trong trong thời gian mình uống cái này á thì mình không có có ăn nha cả nhà, mình chỉ uống cái nước này thôi. Thì Thái sẽ uống trong vòng 3 ngày thì nó sẽ đào thải những cái chất gọi là cặn bã dơ trong người á, nó sẽ đào thải ra, sẽ làm sạch cái cơ thể mình lại. Rồi sau sau 3 ngày thì mình vẫn ăn uống bình thường lại nha cả nhà. Nhưng mà có một điều á là nếu mà bạn nào mà muốn mà giảm cân á thì không tới 6 giờ không nên ăn nữa. Ăn khi trước 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 6 giờ nha cả nhà. 6 giờ thì mình sẽ ngưng, mình không có ăn cái gì nữa. Mình chỉ uống nước thôi cho tới khi mình đi ngủ. Rồi tới chừng sáng mình thức dậy thì mình uống một ly nước ấm. Không 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 ăn bất cứ những thứ gì trước nha cả nhà. Chị sáng ra uống thức dậy uống một ly nước ấm trước khi mình làm mình ăn những thứ khác. Thì cái nước này á, thì uống 3 ngày thì cứ khoảng cách 2 tới 3 tiếng thì mình uống khoảng 16 ao. Thì khoảng khi nào mình đói thì mình cứ uống khoảng mình uống 3 4 4 5 lần, 3 4 lần gì trong một ngày cũng được, thì theo mình thức sớm hay thức trễ. Rồi mình uống cho tới 6 giờ thì mình ngưng, mình không có uống nữa. Thì sau 6 giờ thì mình chỉ uống nước thôi. Khi mà mấy bạn mà đói quá không không gọi là không kiềm chế được thức ăn á, thì mình có thể mình ăn một củ khoai lang, một một chút xíu khoai lang vô thì cho nó đỡ đói, thì nó sẽ no cho cái bao tử của mình đó, để cho cái bao tử nó không có cồn cào. Nhưng mà theo với Thái thì Thái uống nước này thì Thái đã no rồi, Thái không còn ăn những thứ khác nữa. Rồi sau 3 ngày mình sẽ ăn lại bình thường nha cả nhà. Nhưng mà cái này thì Thái thường Thái uống, nhưng mà không có gì gọi là bắt buộc cả nhà. Ai ai làm được thì làm, còn không làm được thì thôi nha cả nhà, chứ không bắt buộc cả nhà. Cái này là video mình chỉ chia sẻ cho cuộc sống hàng ngày của Thái thôi, chứ không gọi là bắt buộc mọi người phải làm theo theo Thái. Đó là những gì Thái chia sẻ, những gì nãy giờ. Bây giờ thì chúc cả nhà nếu mà có làm được giống như Thái thì chúc cả nhà thành công nha. Còn cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của mình. Bye cả nhà, và hẹn gặp lại cả nhà trong video tới. Bye bye.